Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night cùng với Dư Khang và Thi Nhung. Chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống. Thưa quý vị, một khu dân cư bị lốc xoáy tàn phá tại tiểu bang Mississippi. Người đứng đầu sở cảnh sát địa phương vào thứ Bảy 14 tháng 4 loan báo, ít nhất là một người được cho là đã bị thiệt mạng sau khi một cơn lốc xoáy di chuyển ngang qua khu vực Eastern Mississippi. Khu dân cư Marion đã bị bão lớn tàn phá với nhiều ngôi nhà bị gió thổi tốc mái, nằm ngổn ngang bên cạnh những thân cây. Số người bị thương vong đang được dự đoán sẽ tiếp tục leo thang trong vài ngày sắp tới. Ít nhất là hai ngôi trường trung học đã bị lốc bão làm hư hại nặng nề. Một ngôi trường khác đã bị chập điện, sau đó bốc cháy trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Nhà khí tượng quốc gia dự báo, nhiều cơn bão mạnh khác đang di chuyển từ Louisiana tới vùng cán chảo ở tiểu bang Florida. Hai người bị thiệt mạng sau trận hỏa hoạn bên trong phòng thu âm. Ít nhất hai người được cho là đã thiệt mạng sau khi hỏa hoạn thiêu rụi một phòng thu âm tại tiểu bang California. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã cho biết họ đã được phái tới dập tắt đám cháy sau khi hay tin có nhiều người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà tại Universal City vào ngày thứ Bảy 14 tháng 4. Ngoài ra còn có ba người khác bị thương tích trong đám cháy này. Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, giới chức trách mới kiểm soát được ngọn lửa. Tòa nhà này không có giấy phép để mở phòng studio, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn vẫn chưa được tiết lộ. Thưa quý vị, việc ký tên khi quẹt thẻ credit card sắp sửa lui vào dĩ vãng. Nhiều khách hàng sử dụng credit card hiện không cần phải ký tên khi quẹt thẻ tín dụng như từng đã phải làm trong quá khứ. Bắt đầu vào ngày thứ Bảy 14 tháng 4, công ty thẻ tín dụng Visa không còn yêu cầu người dùng phải ký tên khi xài thẻ. Trước đó, một ngày tức là thứ Sáu 13 tháng 4, American Express, Discover và Mastercard cũng đã gạt bỏ truyền thống vốn có này. Một chuyên gia cho biết, việc ký tên khi cà thẻ không đủ để ngăn chặn các trường hợp gian lận thẻ tín dụng đang diễn ra mỗi ngày. Nguyên nhân được cho là vì người dùng không còn ký tên đầy đủ họ tên mà chỉ nguệch ngoạc cho qua. Hàng trăm du khách hướng tới ngắm hoa hướng dương tại mạn bắc của Philippines. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế loan báo một mê cung phủ đầy hoa hướng dương tại mạn bắc Philippines hiện đang thu hút sự quan tâm của hàng trăm du khách vào mỗi tuần trong bối cảnh mùa hè oi ả chính thức đến với quốc gia Đông Nam Á nêu trên. Theo như truyền thống kéo dài suốt 2 năm qua, người dân làng Lichuaco tại tỉnh Pangasinan của Philippines lại mở cửa 3 vườn hoa hướng dương rộng hơn 1.200m2 để chào đón du khách, nhằm mục đích thúc đẩy ngành du lịch tại khu vực sống bằng nghề trồng trọt canh nông. Những du khách tới đây kể lại rằng phải mất ít nhất từ 10 đến 30 phút đồng hồ họ mới đi qua hết khu vườn hoa hướng dương. Sự kiện này sẽ kéo dài cho đến hết ngày 31 tháng 5 sắp tới, với vé vào cửa khoảng 2 Mỹ Kim cho mỗi người. Hoa hướng dương nở rộ nhất khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 33 độ C. Salad bromane là nguyên nhân gây ra dịch bệnh E. coli tại một số tiểu bang Hoa Kỳ. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh viết tắt là CDC cho biết, loại salad bromane lectures vốn được trồng tại thành phố Yuma thuộc tiểu bang Arizona là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát dịch bệnh E. coli tại một số tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Tính đến nay, đã có 35 trường hợp ngã bệnh vì nhiễm khuẩn E. coli tại 11 tiểu bang. Nhằm để ngăn chặn các trường hợp thương vong, giới chức trách đã kêu gọi người dân không nên sử dụng những loại salad được chuẩn bị sẵn ở ngoài chợ. Được biết E. coli là một loại vi khuẩn nguy hiểm. Vào thời gian trước, hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh Chipotle đã phải tuyên bố đóng cửa nhiều chi nhánh sau khi khách hàng bị nhiễm loại vi khuẩn này. Bản tin đời sống tiếp theo cho biết thịt bò Salisbury Steak bị thu hồi vì có chứa nhiều mảnh xương vụn. Nếu như gia đình của quý vị thường hay ăn món Salisbury Steak thì quý vị nên chú ý đến lệnh cảnh báo sau đây. Từ công ty chế biến thực phẩm Conagra Brand đã vừa tuyên bố thu hồi hơn 135.000 pound thịt bò loại Salisbury Steak. Nằm trong danh sách thu hồi này là hộp Family Size Steak bao gồm 6 khẩu phần ăn vì sản phẩm này có thể chứa nhiều mảnh xương vụn. Hiện tại, giới chức trách đã nhận được thư than phiền sau khi có vài người bị thương ở miệng vì ăn phải sản phẩm thịt bò Salisbury Steak. Loại thịt bị ảnh hưởng đã được sản xuất vào ngày 10 tháng 3 năm nay, với thời hạn sử dụng kéo dài đến ngày 1 tháng 9 năm 2019. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị cùng đến với các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.